Vụ các tay súng tấn công khủng bố ở nhà hát Gorgas City Hall, thị trấn Krasnoyarsk nằm ở ngoại ô Moscow, Nga hôm 22 tháng 3 tiếp tục có thêm nhiều tình tiết mới quan trọng. Xin kính chào quý vị khán giả. Bảo Trần rất hân hạnh được đồng hành và gửi tới quý vị những thông tin cập nhật trên kênh YouTube của Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Ngay sau đây là những nội dung chi tiết. Nga điều tra khả năng Mỹ dính líu khủng bố. Ngày 1 tháng 4, Ủy ban điều tra Nga FSB mở cuộc điều tra về các cáo buộc rằng Ukraine và các nước ủng hộ phương Tây có liên quan các hoạt động khủng bố trên đất Nga, theo đài RT. Cụ thể, FSB thông báo rằng họ đang tiến hành cuộc điều tra theo thủ tục sau khi xem xét các khiếu nại cáo buộc Mỹ và các đồng minh của Washington gây ra một loạt cuộc tấn công trên đất Nga. Cơ quan này đang xem xét mục đích tổ chức, tài trợ và thực hiện các hành động khủng bố của các quốc gia đó. Ông Nikolai Kharitonov, một trong những nghị sĩ đệ đơn khiếu nại, nhấn mạnh rằng các quốc gia phương Tây được hưởng lợi từ vụ tấn công khủng bố vào nhà hát Krokus City Hall. Theo ông, các đối thủ địa chính trị của Moscow sẽ được hưởng lợi từ thảm kịch trên đất Nga. Mỹ và các đồng minh của họ đang tiến hành các hành động khủng bố trên lãnh thổ Nga dưới bàn tay của IS và các lực lượng đặc nhiệm Ukraine. Chúng tôi yêu cầu giới lãnh đạo chính trị của Mỹ và Ukraine, cũng như các cơ quan tình báo của các quốc gia này, phải chịu trách nhiệm hình sự về việc tổ chức, tài trợ và tiến hành các hoạt động khủng bố nhằm vào Nga và toàn bộ thế giới hiện đại, ông Kharitonov viết trên Telegram. Phía Mỹ chưa lên tiếng về thông tin trên. Tính đến thời điểm hiện tại, sáng 2 đến 4 giờ giờ Việt Nam, đã có 144 người thiệt mạng và hơn 360 người bị thương trong vụ tấn công khủng bố ở Moscow. Nhóm ISISK, một nhánh của tổ chức khủng bố nhà nước Hồi giáo tự xưng IS ở Afghanistan, đã nhận trách nhiệm vụ tấn công. Tuy nhiên, các quan chức Nga tuyên bố đã phát hiện ra bằng chứng cho thấy Ukraine có thể liên quan. Trong khi đó, Mỹ nói rằng Kiev không thể đứng sau vụ tấn công. Theo tuyên bố của Bộ Ngoại giao Nga, vụ tấn công khủng bố đẫm máu tại nhà hát Krokus City Hall ở Moscow hôm 22 tháng 3 gây chấn động toàn thế giới, nhưng không phải là vụ tấn công khủng bố đầu tiên vào đất nước Nga trong thời gian gần đây. Cuộc điều tra do cơ quan có thẩm quyền Nga tiến hành cho thấy dấu vết của Ukraine trong những tội ác này. Bộ này cho biết đã liên hệ với Ukraine để yêu cầu bắt và dẫn độ ngay lập tức tất cả những người liên quan đến các cuộc tấn công khủng bố theo Công ước Quốc tế về ngăn chặn các vụ tấn công khủng bố và Công ước Quốc tế về ngăn chặn tài trợ khủng bố. Trong số những người mà Moscow yêu cầu Kiev bàn giao có Giám đốc Cơ quan An ninh Ukraine SBU, ông Vasily Maliuk, vì đã thừa nhận đã tổ chức vụ tấn công cầu Crimea nối bán đảo Crimea với Nga vào tháng 10 năm 2022 và các vụ tấn công khủng bố khác ở Nga. Chống khủng bố quốc tế là nghĩa vụ của mỗi quốc gia. Phía Nga yêu cầu chính quyền Ukraine ngay lập tức chấm dứt mọi hành vi hỗ trợ cho các hoạt động khủng bố, dẫn độ những người chịu trách nhiệm và bồi thường thiệt hại cho các nạn nhân, tuyên bố của Bộ Ngoại giao Nga yêu cầu. Bộ Ngoại giao Nga cũng cảnh báo rằng nếu Ukraine không đáp ứng các yêu cầu của Nga, thì thái độ này sẽ cấu thành hành vi vi phạm nghĩa vụ quốc tế và phải chịu trách nhiệm pháp lý quốc tế. SBU đã bác bỏ yêu cầu của Nga là vô nghĩa. Nói thêm rằng, Bộ Ngoại giao Nga đã quên rằng Tổng thống Nga Vladimir Putin là đối tượng của lệnh bắt giữ quốc tế từ Tòa án Hình sự Quốc tế ICC. Ngày 31 tháng 3, Giám đốc Cơ quan An ninh Liên bang Nga FSB Alexander Bunikov cho biết, Moscow nắm rõ danh tính của những kẻ tổ chức các cuộc tấn công khủng bố chống lại Nga trong nhiều tháng qua. Trong cuộc phỏng vấn với Russia 1, ông Bunikov, khi nói về yêu cầu của Tổng thống Vladimir Putin đưa ra cho FSB nhằm xác định chủ mưu đứng sau các cuộc tấn công vào vùng biên giới nước này, thời gian qua, theo FSB, các cuộc tấn công xuyên biên giới giữa Nga và Ukraine thường do quân đoàn tình nguyện Nga ADK và quân đoàn tự do Nga, các đơn vị bán quân sự được Kiev hậu thuẫn thực hiện. Cả hai nhóm đều bị Moscow liệt vào danh sách tổ chức khủng bố. Ông Bonikov khẳng định, tất cả các cơ quan an ninh ở Nga, không chỉ FSB, đều đang tích cực loại bỏ các tổ chức khủng bố này. Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu giữa tháng 3 cho biết, lực lượng Ukraine đã phải gánh chịu 3.500 thương vong trong nỗ lực kéo dài 8 ngày không thành công nhằm xâm phạm biên giới Nga. Ông nói, những tổn thất này bao gồm ít nhất 790 binh sĩ thiệt mạng. Tình báo Nga cũng nói rằng, Mỹ đã tìm cách bóp méo sự thật về vụ tấn công khủng bố ở Moscow. Theo Cơ quan Tình báo Đối ngoại Nga SVR, chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden đã ra lệnh cho Bộ Ngoại giao Mỹ và các cơ quan đặc nhiệm Washington tạo ra một bức tranh bóp méo về vụ tấn công khủng bố ở Moscow và xóa bỏ mọi nghi ngờ về Ukraine.
Trong thông cáo báo chí ngày 1 tháng 4, SVR tuyên bố đã nhận được thông tin rằng các tổ chức phi chính phủ và phương tiện truyền thông liên kết với Mỹ đã được giao nhiệm vụ loại bỏ mọi nghi ngờ về sự liên quan của Tổng thống Ukraine, ông Volodymyr Zelensky và chính phủ của ông ấy trong vụ tấn công khủng bố, theo RT. Theo cơ quan này, Nhà Trắng đang lo ngại rằng việc phát hiện ra dấu vết Kiev trong vụ tấn công sẽ làm nổi bật bản chất khủng bố của chính phủ Ukraine và làm chệch hướng nỗ lực của Washington nhằm tăng cường hỗ trợ cho Ukraine. Phía Mỹ chưa lên tiếng về thông tin trên. Reuters, Iran từng cảnh báo Nga về âm mưu tấn công khủng bố ở Moscow. Theo hãng tin Reuters ngày 1 tháng 4, dẫn lời các nguồn thạo tin rằng Iran đã cảnh báo Moscow về một chiến dịch khủng bố lớn sắp xảy ra ở Nga, vài ngày trước khi vụ tấn công khủng bố ở nhà hát Krokus City Hall xảy ra. Vài ngày trước vụ tấn công ở Nga, Tehran đã chia sẻ thông tin với Moscow về một cuộc tấn công khủng bố lớn có thể xảy ra bên trong nước Nga. Iran thu được thông tin này khi thẩm vấn những cá nhân bị bắt liên quan vụ đánh bom chết người ở Iran, một nguồn tin nói với Reuters. Một nguồn tin thứ hai giấu tên cho biết rằng, thông tin mà Tehran cung cấp cho Moscow về một cuộc tấn công sắp xảy ra thiếu chi tiết cụ thể về thời gian và mục tiêu chính xác. Họ, các thành viên của ISISK, được chỉ thị chuẩn bị cho một chiến dịch quan trọng ở Nga. Một trong những kẻ khủng bố bị bắt ở Iran cho biết một số thành viên của nhóm đã đến Nga, nguồn tin thứ hai nói. Nguồn tin thứ ba, một quan chức an ninh cấp cao Iran giấu tên thì nói rằng vì Iran là nạn nhân của các cuộc tấn công khủng bố trong nhiều năm nên chính quyền Iran đã hoàn thành nghĩa vụ cảnh báo Nga dựa trên thông tin thu được từ những kẻ khủng bố bị Iran bắt giữ. Bình luận về thông tin trên, phát ngôn viên Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov cho biết ông không biết về bất kỳ cảnh báo nào từ Iran trước cuộc tấn công, theo RT. Tôi không biết gì về điều này, ông nói. Phía Iran chưa lên tiếng về thông tin trên, phía Nhà Trắng cũng không có bình luận gì về vấn đề này. Nghi phạm vụ khủng bố ở Moscow khai về kẻ chủ mưu bí ẩn. Theo đài RT ngày 29 tháng 3, Ủy ban điều tra Nga cho biết, trong lời khai ban đầu và trong các cuộc thẩm vấn sau đó, các nghi phạm khai rằng đã chuẩn bị cho các cuộc tấn công và phối hợp với một người đàn ông dùng biệt danh. Người này đã liên lạc với các nghi phạm bằng tin nhắn thoại được gửi qua Telegram. Ủy ban điều tra Nga nói, theo chỉ dẫn của điều phối viên, sau khi phạm tội, những kẻ khủng bố đã lái ô tô về biên giới Nga, Ukraine để vượt qua biên giới và đến Kiev để nhận phần thưởng đã hứa. Lực lượng đặc biệt của Nga đã chặn 4 nghi phạm vào ngày 23 tháng 3 khi chúng đang trên đường tới biên giới Ukraine. Phía Nga xác định đây là công dân Tajikistan và là những người Hồi giáo cực đoan. Nhóm khủng bố nhà nước Hồi giáo Khorasan, ISISK, đã nhận thực hiện vụ thảm sát. Mỹ và Liên minh châu Âu khẳng định ISISK là thủ phạm duy nhất và Ukraine không hề liên quan. Ukraine cũng bác bỏ liên quan nhưng Nga vẫn hoài nghi. Ngày 28 tháng 3, Ủy ban điều tra Nga tiết lộ rằng 4 nghi phạm đã nhận được một khoản tiền đáng kể dưới dạng tiền điện tử. Ủy ban trên cho biết số tiền này sau đó được sử dụng để chuẩn bị cho cuộc tấn công Krokus City Hall. Vụ tấn công khủng bố nhà hát Krokus City Hall là 144 người thiệt mạng và con số này có thể tăng lên. Giới chức y tế cho biết số người bị thương là 182. Nhà chức trách Nga đã tạm giữ 11 đối tượng tình nghi. Trong đó, có 4 đối tượng tình nghi trực tiếp thực hiện tấn công sau lực lượng an ninh ở tỉnh Bryansk bắt giữ ngày 23 tháng 3. Chúng đều là công dân Tajikistan. Tòa án đã buộc tội 4 đối tượng tội danh khủng bố. Hình phạt cao nhất của tội danh này là án tù chung thân. Sau vụ tấn công thảm khốc này, nhiều quan chức Nga đã kêu gọi áp dụng trở lại án tử hình. Hãng tin RIA Novosti dẫn các nguồn tin cho biết, một tháng trước khi xảy ra vụ tấn công khủng bố trên, một trong những kẻ khủng bố bị buộc tội là Samseddin Faruduni đã đăng ảnh của mình lên mạng xã hội và cho thấy vị trí địa lý ở Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ. Đối tượng Faruduni đã đăng 8 bức ảnh, một trong số đó được cho là chụp tại một đền thờ Hồi giáo. Trong một bức ảnh khác, Faruduni mặc áo khoác màu be, được nhân viên bảo vệ tại Krokus City Hall nhận dạng khi hắn đến để hỏi về phòng hòa nhạc vài ngày trước khi thực hiện vụ tấn công. Trong khi đó, nguồn tin trong lực lượng an ninh cho biết cả 4 kẻ khủng bố đều được huấn luyện tại một trong các sào huyệt ở Thổ Nhĩ Kỳ, cụ thể là ở Istanbul trong khoảng 2 tháng. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Và đừng quên, chúng tôi cập nhật rất nhiều thông tin mới nhất ở tất cả các khung giờ trong ngày. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại!